Đây trời nắng các bạn ạ, gần 40 độ, rất là nóng. Mình làm món thạch rau câu cho cả nhà ăn để cho nó cảm giác mát mẻ một chút. Rất là đơn giản các bạn ạ, chỉ cần một vẽ rau câu, con cá dẻo, một chút nước, một chút đường là ok thôi, rất là nhanh, đơn giản. Các bạn lên làm cho con em nhà mình ăn những ngày hè nóng nực như thế này. Chắc chắn con em bạn sẽ rất là thích ăn. Ok, sau đây là mình sẽ bắt đầu quy trình làm đấy. Một vẽ nhỏ thành rau câu con cá dẻo như này thì cái một bát nước nhỏ như này chúng ta lên cho một gói gói là ok rồi. Tại vì thường cái gói này nó cho tầm 2 lít nước, nhưng mà đây phải chỉ cần 1 lít nước thôi cho gói là được. Tiếp theo chúng ta cho 2 thìa đường. Thảo thôi các bạn ạ, ngọt quá thì con em mình ăn sẽ rất là ngán. Theo ta chọn trộn đều đường ra thành rau câu nhé, đều. Cho ít một đoạn nhé, nó là nó tan nhé, không được bỏ một lúc nhé. Mình từ 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 vào. Tan hết là ok. Sẵn trên tủ lạnh nhà mình có 2 lát dưa, mình sẽ trang trí cho cái rau câu của mình một chút cho nó đẹp mắt một chút. Về mặt nguồn nước nhất là tiếp theo là các bạn cho cái nguồn nước thứ hai nhé. Ok rồi. Okay.